Hello anh em, chúng ta cùng đến với trận đơn. Phía gần màn hình là Nguyễn Giang, phía sau màn hình là Công Thạo. Trình độ ngay lúc kia mà hai vận động viên đối đầu lúc này lúc kia, có khi là người này thắng đậm, có khi lại rất rằng co. Cầu Nguyễn Giang sắc thật. Điểm số 1 đều. Cầu ngoài. Có gì anh trả bạn kia 10.000 giúp em nhé. Cái bây giờ là sáng sớm, trời cũng khá là lóe. Nền sân, mặt sân đằng kia thì sân cũng hơi sáng, hơi khó nhìn cầu, có gì anh em thông cảm. Mặt hướng đối ngược còn chói hơn rất nhiều. Lượt chân à? Có vẻ lối đánh hơi khác anh Thạo. Ngoài sân. Cầu lỗi đổi điểm 59. Thế nhỉ? Được cầu ngoài mới rồi. 12 năm rồi. Rất khó cho anh Thạo cái chân này. 13 năm. Múa rồi. Chém rất khó chịu. Rất nhanh. Lại quả đấy. Một chút, một pha chém rất sắc, rất nhanh, một cặp đôi rất nổi tiếng của cầu lông phong trào miền Bắc, với rất nhiều giải đấu giành chức vô địch, 29 luôn, dã man, 10-20, anh em đánh được không? Dạ, làm tiếp em không? Ừ, làm tiếp.
ta đến với trận đấu đơn nam giữa Nguyễn Giang và Công Thạo. 7-4 cho Công Thạo. Tám bốn rồi Nguyễn Giang. Cùng lấy trêu nhé, vừa bị nó hành xong. Thank you.